nào gọi là chuẩn nam nè. Đúng rồi, em nhìn là em biết rồi. Hay quá, mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn rồi, mời bạn nam. Mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh, chào bạn bên kia và chào quý vị khán giả. Em là Thu Dung, năm nay em 25 tuổi. Em đang làm công việc viết lách. Viết lách là viết về cái gì em? Em làm báo. Làm báo. À, làm... Em viết báo được bao lâu rồi? Em cũng mới làm 3 năm thôi chị. 3 năm rồi. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Hớ, 32 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh của công ty xăng dầu ở quận 3. Dạ, quê bạn ở đâu? Em ở Đức Hòa, Long An. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chính thức thì chỉ có hai thôi. Chính thức chỉ có hai thôi? Dạ. Không chính thức chắc cũng nhiều quá hả? Cũng tạm tạm. Tạm tạm. Tạm tạm. Đây là kinh nghiệm đường tình cũng rất là nhiều đúng không? Nhưng bạn có thể rút ra bài học kinh nghiệm là lý do tại sao chúng ta lại không có duyên những mối tình đó, chúng ta lại phải chia tay những mối tình đó? Em nghĩ thì chắc tại vì một phần là do cái tính cách của hai người nó khác nhau quá. Gia đình em có kêu là hai đứa cưới đi á, nhưng người ta là không chịu. Không chịu? Dạ. Không chịu người ta bỏ em thì không hay chịu là em bỏ luôn? Không chịu thì người ta bỏ em chứ. À, yeah. Rồi bây giờ hôm nay có cô gái bên kia, cô phóng viên ha, hình như cô nó người miền Trung đúng không em? Dạ đúng rồi anh, em người Phú Yên á. Phú Yên, ở bên đây là mình ở Long An, cái khoảng cách địa lý hình như nó hơi xa chút xíu, không biết rằng nó có hợp không em? Dạ, nếu mà hai người hợp nhau thì em nghĩ là khoảng cách địa lý nó không có là gì. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình anh. Một mối tình rồi hả? Bao lâu rồi em? Dạ, cũng lâu rồi chị, cách đây chắc năm rưỡi. Năm rưỡi, lý do tại sao chia tay? Do tính chất công việc không hợp nhau chị. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì cao trên 1m7, chuẩn men. Phải chuẩn men. Chuẩn men. Cái này cũng khó. Bây giờ không có chuẩn men nhiều lắm hả? Như thế nào gọi là chuẩn men em? Đúng rồi. Em nhìn là em biết thôi. Hay quá. Để tôi hỏi cái vụ này khoan. Này men không em? Phóng viên xinh đẹp. Em nhìn sao mà em phát hiện ra không chuẩn men em? Em tả dùm cho anh nghe coi, anh rút kinh nghiệm coi. Dạ không anh, người con trai mà người ta chuẩn men á, mình nhìn là mình cảm giác được liền. Thì em nhìn anh Nguyễn Linh, anh thấy em nhìn chuẩn men không? Hết men không? Hết men không? Dạ không, anh men. Anh men. Ánh mắt rực lửa như vậy là men. Trời. Cô này cảm giác hay. Hay. Tức là khi mà mình nhìn một người phụ nữ, người đó đẹp, tự nhiên con mắt mình nó rực lửa lên là chuẩn men. Ha, được. Cái này hay nè. Nhớ nha, nhìn gái là mắt rực lửa lên, còn nhìn mà xìu xìu nó nói mình là thế hệ. Lát nữa mà kéo cái màn lên làm sao mà có lửa đó thì là mới là men đó nghe. Rồi còn nữa là ảnh phải hiền lành, phải là người điềm đạm. Rồi, dư xăng luôn. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích bạn trai có tính gia trưởng. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ, em nghĩ chắc có chút chút. Chút chút là chỗ nào ví dụ? Bạn ấy chỉ cần hỏi em một tiếng thôi. Hỏi em không chịu là cũng không được làm đúng không? Đâu, em dễ tính lắm chị, làm sao không chịu được? Hỏi là chịu hết phải không? Hỏi là chịu hết, anh xin miệng có tiếng nói là được. Chiều nay em đi chơi với anh bạn trong công ty nha anh. Được không? Dạ. Được có gì đâu, được. Bình thường mà. Được. Dạ được. Ừ. Dạ được. Trời ơi, chưa gì là có tính là ghen rồi đúng không? Được, sao suy nghĩ lâu dữ vậy? Anh suối đó chứ không, nó kêu không luôn rồi đó. À vậy hả? Vậy còn mình thì mình đặt ra cái chuẩn tìm người bạn gái là người như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, tại vì em không được đẹp lắm nên em cũng không dám chọn bạn gái nào cao sang đấy. Nhưng mà cái chiều cao này đâu có đủ 1m7 đâu. Chắc 1m7 á chị. Không có tới, đừng có nói thách tôi. Dạ 6'9" thôi. Thôi được rồi, bây giờ đâu có tiêu chuẩn gì, nó nghe thử coi. Chỉ cần nhìn dễ thương. Chú Thảo với cha mẹ dễ thương. Bên luôn kia là quá dễ thương luôn. Biết quan tâm chăm sóc gia đình là được rồi. Vậy thôi à, có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Bê bối với lại là hay nói xạo á. Em không thích. Hỏi bên kia có nói xạo không? Dạ bảo. Em thật thà lắm. Là thật thà lành mà còn thật thà nữa. Em có lãng mạn không? Lãng mạn thì chắc không ai bằng em đâu. Phải không? Dạ. Chút xíu nữa mở mạng lên nhớ hỏi, nói với cổ cảnh mà mình hẹn hò rồi này kia như thế nào nhá. Không lãng mạn lắm á, nó hẹn hò với cây xăng không đó. Mình đã chuẩn bị gì vậy, lấy vợ chưa? Đủ hết rồi chị. Đủ là có cái gì? Thì tiền đám cưới, vàng, mua có vàng nữa hả? Có chứ,
mua vàng cho bạn gái này cũng được mấy phần rồi đó, cũng được mấy phần rồi. Rồi có gì lập kế hoạch bao lâu mua nhà mua cửa rồi sanh con đẻ cái gì không? Thì chắc cứ vợ về cái đó là hai người tự thương lượng và cố gắng thôi. Thương lượng gì? Mượn tiền nhau hả? Có vậy đó là mượn tiền mình cái đó mình phải lo chứ, tại sao mình để mà mượn tiền? Có gì đâu thương lượng, phải bàn bạc luôn, phải thương lượng, hỏi là em nên mua em nhà mua, bự mua, nhà nhỏ, nhà bự nhà nhỏ mới mua, không quận mấy để thuận tiện em công việc em đi làm. Nhưng mà anh lo hết phải không? Lo hết nha. Thì vậy đi, nói cho rõ thì thương lượng, tụi nó mới đám cưới về thương lượng em có nhiêu cho anh mượn không được. Chị hỏi rõ hết trơn rồi nha cưng. Hai cái này cũng hợp đó. Được không chị? Được. Bên anh kia dễ thương lắm em. Thôi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân tư vấn coi nói sao nha. Em đi với ai? Nè em đi có bố em, có chị sếp với lại mấy em. À có bố nữa hả? Nãy giờ bố ngồi cười mỉm chi quá chắc được quá. Dạ chào bác. Bác thấy con dâu tương lai thấy được không mà bác? Thưa anh Quyền Linh, thưa chị Cát Tường, chị xin phép cho tôi nói là tôi ok rồi đó, thấy tạm được rồi đó. Dạ. Cơ bản vậy là thấy được rồi, thấy nhẹ nhàng rồi bác. Ủa hình như là em có đi với sếp nữa phải không? Dạ. Sếp. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị. Cách đây 5 năm á, em có hứa với nó là chị sẽ trả tiền cho cái chuyến xe rước dâu. À. Mà từ đó đến giờ chờ hoài không có. Tự nhiên nãy giờ em ngồi đây á, em mới đổi ý, cái em phải ra hạn luôn. Là từ đây tới cuối năm 2017 nếu mà không có coi như cái lời hứa đó là coi như mình bỏ. Đúng rồi chị, phải có giờ thời hạn chứ đâu mà kéo dài. Đúng quá. Đúng rồi, cái gì nó không phải có thời hạn à. Hướng này thì rất là chịu khó, chăm chỉ và ham học hỏi. Dạ. Có một điều thì Hớn nó giấu hồi xưa giờ nó không nói, rất thích gái đẹp. Chị mong là hai đứa sẽ cùng bấm. Dạ rồi cảm ơn chị. Nhà em gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với một số bạn làm chung với lại bạn thân của em. À rồi đâu chị chưa gặp bạn em đâu. Chào em. Em xin chào tất cả mọi người, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Thu Dung ạ. Theo như mà như chị thấy đó Dung, mặc dù là bạn nam bạn hớn, bạn rất khiêm tốn, bạn nói bạn không phải là trai đẹp, nhưng mà theo như cái tiêu chuẩn trai đẹp mà chị em mình hay nói với nhau á thì chị thấy bạn hớn rất ổn. À bạn trai hớn người ta khen mình kìa, nghe cảm ơn gì chứ. Rồi có yêu cầu gì của nhóm bạn đối với chú rể tương lai này không? Tụi em chơi chung với nhau á thì cùng thích á, là thích cái kiểu điềm đạm như Dung nói á. Mặc dù bạn nam bạn kia bạn tin hớn nhưng mà thực ra thì chị thấy bạn rất là chững chạc. Rồi cảm ơn. Bây giờ là mình gặp nhau đi để xem tiếng sét ái tình coi có lửa gì không nha, có đốt cháy được không nha. Kéo màn. Cô gái đến từ Phú Yên gặp chàng trai đến từ Long An. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Ngồi yên cho người ta ngắm cái mắt coi. Để nhìn được lửa nha. Em thấy mắt anh có lửa chưa? Chưa, nó mới nhìn nhóm thôi nên em chưa có biết, để một hồi nữa em kiểm nghiệm. Anh thấy em sao? Anh nghĩ thì anh đang... Trời ơi sao bối rối vậy? Sao tự nhiên vén màn lên thấy em anh run quá. Thấy em dễ thương, nói chung là anh thích. Em coi nó có chuẩn men không em? Anh biết thích em là anh chuẩn men rồi đó. Không nhưng mà thích vậy coi cái thích thật hay không, hay là nói thích cho qua để che giấu cái không chuẩn men đó. Bây giờ cũng nghi ngờ lắm em ơi. Em thấy anh có được gọi là đủ tiêu chuẩn của em để em mới 69 à? Được 69 không anh? Được. Nếu đo kỹ cỡ 67 à? Ở nam cũng dễ thương, chững chạc, không có sủ nhi. Chứ anh 32 tuổi còn sủ nhi gì nữa em? Tùy thôi, anh có người 35 tuổi vẫn sủ nhi bình thường. Mày nhìn không tướng sủ nhi đâu, sủ quẻ. Hỏi tí em hỏi gì đó. Không. Thì giờ mà hỏi tên nó tên gì nó biết chết liền á. Anh chuẩn bị nhiều lắm á, tự nhiên anh sao gặp em anh rung quá. Tim đập mạnh rồi đúng không? Dạ. Thì đúng rồi không? Em biết cổ tên gì không? Dạ thì Dung. Hả? Tên Dung. Tên Dung hả? Dạ đúng rồi anh. Em biết anh tên gì không? Anh tên Hớn, anh tên Hớn. Mình khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Em muốn tìm hiểu chắc cũng khoảng 1-2 năm gì đó. Dài quá em. Trả giá đi. Mình rút ngắn bớt là được không em? Cái đó là do anh á. Nếu mà anh làm em thấy thuyết phục thì nhiêu em cũng được. Do anh đó nha anh. Và anh hy vọng là sau buổi này anh sẽ được, chiều nay anh sẽ mời em đi coi xem phim hay là đi shopping hay đi đâu đó. Em cũng nghĩ là mình gặp nhau ở đây là cái duyên rồi. Không duyên này thì nó cũng duyên khác mà anh. Duyên khác là duyên gì cô? Để cái gì chấm chấm mọi người sẽ hiểu. Đây, đặt tay vào nút bấm nha.
suy nghĩ thật kỹ để xem chúng ta có duyên để hẹn hò hay không. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Có 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai bấm rất nhanh đúng không? Còn bạn gái suy nghĩ điều gì mà chậm vậy? Em suy nghĩ là để từ từ bấm cho có giá. Nhưng mà đôi khi mà hàng để lâu quá bán không chạy nó ế đó thì nó cũng xuống giá lắm nha. Chúc mừng các bạn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nào, nắm tay cô gái ấy. Hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ thôi đừng hôn anh. Không được, đây là quy định của chương trình. Dạ thôi được rồi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúng tôi xin mời bạn đến đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Không mập. Mập được. Hơi ốm. Ốm mà có yếu không? Dạ, chưa, đó là chưa yếu. Đôi khi á mà chậm quá cũng không tốt đâu. Tới nha. Rồi mà còn không chịu đâu. Làm giá chút xíu cái lỡ chứ không phà cái nó đi luôn. Hy vọng rằng cặp đôi ngày hôm nay sẽ tiến xa hơn. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Không ạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh, bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả ngày hôm nay. Em tên là Trúc Phương. Em năm nay 27 tuổi. Dạ, quê quán em ở Long An ạ. Em làm cho một công ty sản xuất gì? Đồ thể thao ạ. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các chị khán giả. Chào bạn cùng chơi. Em tên là Lê Minh Hiếu. Em là giáo viên. Viên em đang làm ở Bình Dương, còn hiện giờ đang học cao học ở Sài Gòn. Và nhà em hiện đang ở Đồng Nai và quê quán ở Tiền Giang. Tức là bạn ở hai ba nơi vậy đó hả? Em dạy cấp mấy? Dạ, em dạy trung cấp với chị. À, dạy trung cấp. Có nhiều cô giáo xinh đẹp. Nhưng mà các cô đó là có hoa là có chủ hết hết hả? Không lẽ mình xung quanh không có cô nào mà chưa có chủ hả? Dạ không, ở đó là em là thuộc dạng là nhỏ nhất. Trường Mỹ thuật văn hóa nên các thầy cô đó là thường lớn tuổi hết rồi. Bạn dạy chuyên môn về gì? Dạ em chuyên môn về lịch sử văn hóa. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, siêng năng chịu khó, hơi lúa chút xíu. Còn điểm yếu của em là em hay mắc cỡ, hơi tính dị đoan. Hả? Có đi coi tuổi coi thầy gì không? Dạ có chị. Vậy là em hợp với tuổi gì? Em hợp với tuổi tuổi Dần. Ủa bạn trai bên kia tuổi gì? Dạ em tuổi Thìn nè chị ơi. Thìn. Được không? Em nghĩ chắc cũng được. Được. Mê tính dị đoan mà chưa hỏi thầy bói mà dám nói được. Rồi giờ yêu nhau xong rồi về dắt đi coi thầy, thầy nói không được rồi tính sao? Em nghĩ là quan trọng là do bản thân mình thôi. Vậy thì bỏ đi coi đi, vì mê tính dị đoan chi. Bạn có về điểm mạnh, điểm yếu nào? Dạ, về điểm mạnh thì em có thể nấu ăn được, biết quan tâm người khác. Thì đôi khi cũng có thể làm quân sư bất đắc dĩ cho các bạn được. Điểm yếu? Công việc thì em có thể quyết đoán được, nhưng mà trong tình cảm nhiều khi còn hơi do dự quá. Do dự là sao em? Sợ không biết mình làm vậy người ta sẽ có ảnh hưởng gì không, rồi người ta sẽ cảm thấy thế nào á. Bây giờ bạn nữ, bạn tìm người yêu cho mình với một hình dáng như thế nào, bạn tả cho tôi biết được không? Em có một số yêu cầu với bạn nam là chiều cao đầu tiên là phải trên 1m65. Tính tình thì cũng vui vẻ, giản dị, nghề nghiệp thì ổn định, với cầu tiến trong công việc với cuộc sống, không quá gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không chị ơi. Cô đề ra như vậy bạn có thấy đáp ứng được không? Dưới mức em tưởng tượng. À cô đề thấp quá. Mình cao hơn đúng không? Cô đề có ưu điểm nhiều lắm, em có tự gì khó hơn không? Ha, tự tin, em không thích cái gì á người bạn trai? Không có chung thủy, hay nổ quá chị, hay khoa trương khuếch đại. Bên kia thấy có hơi nổ nổ rồi đó. Không có đâu, chưa có nổ gì hết. Em hay nói xấu bên đây không à? Gì nữa em? Về ngoại hình có cái gì không thích không? Đừng có mập quá chị. Với lại đây hơi mập á. Sạch sẽ là được. Dạ. Sạch sẽ, giản dị là được. Thầy giáo phải sạch sẽ rồi, giản dị có luôn. Ừ. Còn gì khó hơn không? Dạ đừng có xến xuống màu mè quá. Dạ. Bạn nam bây giờ thời trẻ bây giờ hay mặc kiểu như quần jean rách hay là mấy cái kiểu đội nón hip hop gì, em không thích kiểu màu mè giống như con gái như vậy. Có đâu có màu mè, nó rách rưới thôi chứ đâu có màu mè. Dạ. Quần không rách. Có rách một chỗ mà không thấy.
tóc tai cũng gọn gàng, thầy giáo có vẻ sạch sẽ, không mập. Đạt chuẩn. Hơi ốm. Ốm mà có yếu không? Dạ chưa, đó là chưa yếu mà. Sao cái giọng nói ngộ ngộ vậy? Người khu em là khu tái định cư á, xung quanh có rất nhiều người các vùng miền khác nhau. Không không, cái giọng á, cái không phải là nói giọng vùng miền, mà ý là cái chất giọng nói giống như là muốn đứt hơi vậy. Thì đó, anh nói anh ở tái định, khu tái định cư thì cái giọng cũng tái định cư. Ờ vậy luôn hả? Lúc có lúc không. À, mình có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình cần muốn tìm mà cái mẫu người bạn gái em cần tìm á, thứ nhất là sạch sẽ, biết nấu ăn. Mà em nấu ăn giỏi rồi, cần bạn gái nấu ăn chi nữa thì nấu bạn gái ăn được rồi. Hai người cùng làm á, nó sẽ có tình cảm gắn kết với nhau. Hỏi cho vui thôi chứ bên đây ưu điểm là nấu ăn. Dạ. Rồi. Có điều gì không thích ở người phụ nữ nữa không? Nói nhiều. Ghen dữ quá. Tại nhiều khi các bạn ghen, các bạn cứ tưởng tượng ra thêm thôi. Em có sợ cái sở trường gì không? Em có thể biết lách được chút đỉnh. Làm thơ đi, làm thử mấy câu thơ tặng bạn gái. Thôi bây giờ nè, để thầy giáo nghiên cứu một hồi đi. Suy nghĩ làm thơ chút qua đọc trước mặt cô gái ấy để gây ấn tượng ha. Dạ. Cho thầy thiếu cái đó. Chắc xỉu luôn á chứ đọc gì nổi. Đừng khó. Vậy chứ mà khỏe lắm, đừng có làm khó thầy giáo tôi nữa mà. Chào em gái. Thầy giáo bên đây đúng là như em nói, rất là thiệt tình, giản dị ha. Không có nổ đâu chị Tường, chỉ nói vậy thôi chứ. Nãy giờ anh nổ không chứ thầy giáo nào nổ chứ. Anh ở Long An á, ý anh ở Bình Dương, Bình Dương, Đồng Nai, nói chung ở tùm lum hết trơn. Chưa có ổn định lắm, em có lo lắng gì điều đó không? Cũng hơi lo, tại vì hiện tại công việc của em là ở thành phố. Em cũng không có muốn chuyển sang Bình Dương hay là Đồng Nai. Tức là ổn định thành phố rồi đúng không? Dạ. Nếu mà có hợp với nhau thì ở thành phố này lập nghiệp luôn. Dạ. Rồi, để anh hỏi anh ấy thôi nha. Nếu như mà giờ hai người lấy nhau rồi, em có đồng ý ở thành phố luôn không? Dạ thì đó cũng là mong muốn của em anh. Thầy còn thập nghiệp luôn. Mình có kế hoạch nào cho tương lai nếu như lấy vợ có con? Đang cố gắng chuẩn bị điều kiện phấn đấu để trở thành giảng viên của trường đại học. Thì khoảng bao lâu thì em sẽ trở thành giáo viên đại học? Nếu mà thuận lợi khoảng 3 năm nữa. 3 năm nữa. Hồi nãy giờ em nghe cái giọng nói của anh, em hình dung ảnh là người như thế nào? Em nghĩ thì anh chắc cũng cao ráo. Cao ráo. Chắc hơi mập chút xíu. Hơi mập. Em nghĩ là vậy, em nghĩ là vậy. Chắc vậy đó. Hơi mập. Rồi. Bây giờ mình hỏi người thân coi ý kiến người thân tư vấn sao đây. Em gái đi với ai? Em đi với ai không? Dạ em có đi với hai chị bạn thân. Rồi bạn em ngồi ở đâu nè? Bạn thân đâu? Đâu. Thân ai nấy lo hay sao? Đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chắc tại hai chị có việc bận. Đi rồi hả? Đó, vậy là thân ai nấy lo đó. Rồi, thân ai nấy lo. Giới thiệu bạn thân mà thân đi lo rồi. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em cũng đi với hai người bạn thân. Thân luôn, đâu? Dạ. Thân thiệt quá. Chào anh Kling, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Hiếu là một người rất là nhiệt tình, chăm chỉ và chịu khó, thật thà. Còn khuyết điểm của Hiếu là nhiều khi nhiệt tình, nhiều khi nó xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn. Những cái tiêu chuẩn của bạn nữ thì thấy là Hiếu đáp ứng được khoảng 80%. Ngon lành rồi. Rồi, vậy là được rồi, 80% cũng được rồi. Ngon lành quá. Bây giờ kéo màn lên, thầy giáo nhớ nha, làm một bài thơ nào gây ấn tượng với cô gái đó nha. Cố gắng giữ cuộc hơi ổn định nha. Kéo màn. Suy nghĩ một bài thơ nào. Mập dễ sợ. Dạ chào anh. Thì lần đầu gặp mặt có duyên thì anh có món bài nhỏ. Dạ cảm ơn anh. Dạ thì anh dạy trung cấp nhưng mà anh dạy môn gì ạ? Anh dạy bên lịch sử. À lịch sử. Lúc mình về trường chủ yếu làm công tác quản lý thôi. Anh có tính chuyển công tác lên thành phố hay là anh muốn gắn bó lâu dài với ngôi trường anh đang dạy ạ? À? Mục tiêu của anh là một trường đại học nào đó ở thành phố này. Làm bạn thơ đâu, cảm nhận thơ bạn gái thế nào? Em thấy bạn cũng dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Rồi có vẻ là bạn có hướng nội nhiều hơn. Dạ tính cách của em thì hơi hướng nội. Nên là em gặp người làm hay mắc cỡ chút xíu. Gặp anh nay giờ có mắc cỡ không? Dạ, chắc em cũng không biết nữa. Thì anh hỏi thì em cứ nói thôi ạ. Anh là tặng em, tặng anh Quyền Linh, chị Cát Tường và mọi người đây một đoạn thơ ngắn thôi. Dạ cảm ơn anh. Có gã si tình lúc xuân sang, mơ bóng người thương dệt mộng vàng, ghép mảnh hương yêu màu ngọc bích của gió trở về từ bốn phương. Bài thơ ngắn. Cái hát là tặng anh ấy cho anh biết coi. Vậy em cũng xin hát tặng anh một với khán giả một bài. Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay.
Đầu thư em chẳng biết nói gì ngoài câu em ở đây nhớ anh với đây. À dạ. À, dễ thương quá. Đây là một người anh thấy rằng có một cái khát vọng trong tương lai là muốn hướng đến một giảng viên đại học. Đó là một cái điều tốt. Rồi như vậy thì như hồi nãy anh nói là anh không muốn bạn gái ghen nhiều quá, vậy em có thuộc trường hợp đó không? Thì em là tiếp người không có thích ghen. Em thích sự thủy chung, ví dụ như mình thẳng thắn với nhau, mình có điều gì khúc mắc thì nói với nhau, nếu mà không quen thì mình nên nói thẳng và mình chia tay, chứ để tránh trường hợp mà những cái không hay về sau. Nên em rất là thẳng thắn bộc trực, em không thích nói dối, không thích đôi co. Nói chung là em không phải tiếp người ghen. Bây giờ mình tính toán cái chuyện hẹn hò như thế nào đi. Em tại ở trọ thành phố để học luôn. Em dùng toàn bộ thời gian ở thành phố hết nên mà việc hẹn hò thì đó là bạn nữ không rảnh thôi. Không lo học đi ông. Bữa nay á thì anh với em rồi chương trình được nhờ chương trình là may mối sắp xếp thì gặp nữa ở đây là cái duyên rồi. Hãy anh với em hãy cùng cho nhau một cơ hội để có thể biến tình cái duyên này thêm tình thêm nghĩa nữa thì nó sẽ quá đẹp, quá tốt hơn. Để tay nút bấm đi thầy giáo. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ tại vì em thấy anh cũng lo học quá, em muốn anh tập trung cái công việc học nhiều hơn. Biết đâu sau 3 năm cô gái ấy tự đi tìm nút để bấm với bạn thì sao? Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược dạ, Relax. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc của mình nhé. Đây em đi bạn. Một cái kết hơi bất ngờ nhỉ? Hơi bất ngờ nhưng mà cũng được. Người ta nói hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nhưng chắc chắn nó sẽ gặp nhau ở một điểm vô cực nào đó. Hy vọng rằng cô gái và chàng trai sẽ gặp ở điểm đó. Còn bây giờ? Bây giờ chúng ta phải chào tạm biệt bởi vì thời gian phát sóng đã hết quý vị. Cảm ơn tình cảm quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Và bây giờ Cát Tường và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Và trước tiên mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi bên đó ạ. Bạn mình chết bên đó chưa có ra, từ từ. Mình tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Đặng Thị Lâm Thúy, em 29 tuổi ạ. Cầm gì vậy? Bí quyết võ lâm của em á. Trời ơi, bí quyết võ lâm, rồi. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Em tên là Đặng Văn Kiểm. Kiểm. Kiểm tra nữa ha. Bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. Trẻ dữ vậy ta. Bao nhiêu tuổi? 26. 36. 26. 36. 26. Làm nghề gì? Em làm về thiết kế xây dựng. Kiến trúc sư hả? Hay là thiết kế về kỹ thuật? Thiết kế về kỹ thuật. Làm lâu chưa? Lâu rồi. Hiện tại là bạn ở không bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao 2 năm này không có ai? Em rất là ít đi chơi, thường em chỉ có công việc thôi, làm xong là em về nhà, em ở nhà thôi à. Do em cũng thích người lớn tuổi hơn nữa, mà tuổi em bây giờ thì những người mà lớn tuổi hơn á, họ đều là đã có gia đình hết rồi. Gì im lặng vậy? Đang nhúc đùi. Sao? Muốn người yêu sao? Cũng lớn tuổi một chút. Muốn lớn tuổi là khoảng nhiêu? Chắc hàng chín được. Lớn tuổi thì cái suy nghĩ sẽ chững chạc hơn. Chững chạc. Thế em sở trường của bạn là gì? Em biết nấu ăn, em là người sống có trách nhiệm cả trong công việc và cả đối với gia đình. Em hát được karaoke, một mình em có thể hát được tiếng rưỡi. Bây giờ bạn hát 5 phút. Dạ rồi, giờ em được sử dụng cái này. Tại bình thường em chỉ hát karaoke thôi nên rồi, em không có thuộc lời. 2, 3. Hãy sống như đời sống để biển yêu nguồn cội. Hãy sống như biến trào để thấy bờ bên rộng, để thấy đời mênh mông. Có nhiều đó, cũng đem theo giấy nữa. Anh có đem theo giấy không? Không có giấy. Có hát bài nào tặng bản không?
Có, để tặng bạn bài Chỉ Yêu Mình Em. Rồi, 2, 3, bắt đầu. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Để em tự tạo lên lên. Làm nhiều vuốt đuôi hoài vậy. Tới, tới. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù ngàn năm sau khi trái đất kia chưa có đổi thay. Mệt quá khỏi hát rồi. Lòng anh vẫn sẽ cho anh. Sao hát mà làm gì mà gồng mà. Rung quá sao anh? Rung. Rung không? Đó giờ bao giờ rung vậy chưa? Chưa, giống như lần đầu đi học vậy anh. Thích người phụ nữ thì sao? Dáng thì cỡ giống như Lê Khánh vậy đó. Tròn tròn, tròn, mập mập. Hiền, khi cần giữ thì giữ. Chăm chỉ, tiết kiệm, với lại coi có thể quán xuyến gia đình được. Thích người phụ nữ phải biết nấu ăn. Bên đây nấu ăn giỏi lắm. Thế giờ mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mà kết hôn chưa? Khoảng một năm cưới. Rồi nếu mà sống thì về sống với mẹ. Sống với mẹ ở đâu? Mẹ Hóc Môn. À, anh con trai một hả? Hai. Còn người anh nữa. Anh lớn đâu sống với mẹ mà em phải sống với mẹ. Anh lớn sống bên nhà vợ. Anh lớn sống ở nhà vợ được bao lâu rồi? Chắc cũng khoảng 10 năm. Thì bây giờ đổi đi. Giờ anh phải về anh sống với mẹ, lo cho mẹ ảnh hưởng hạnh phúc 10 năm nay rồi. Còn mình giờ mới lấy vợ, mình phải ở riêng, mình hưởng hạnh phúc hai vợ chồng trước đã chứ. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý vậy. Đúng không? Ảnh thì giờ hai anh em phải báo hiếu. Rồi 5, 7 năm sau, 10 năm nữa rồi, lúc đó hai anh em mình bàn tính tiếp. Mấy lúc đó quảnh tù xì có ai ở với mẹ. Còn hiện tại bây giờ là mình phải ở riêng. Ừ rồi thôi về bển đi. Mà tám này nó hoài à. Mình ở với mẹ. Bây giờ lấy vợ về để vợ ở nhà lo cho mẹ, lo cho mình. Chứ giờ mình đi rồi á, ông anh nó không về nữa ai lo cho mẹ, đúng không? Tại ông anh có nhiều con, vợ nữa. Ờ. Phải lo. Thì đó lo con vợ mình phải lo cho mẹ. Chứ giờ mình bỏ mẹ đi ai lo, đúng không? Đúng rồi. Ủa cái gì vậy? Hồi nãy cũng đúng, đây cũng đúng, bây giờ không sao? Mới trả lời với tôi tức thì sao nha. Thúy có chịu làm dâu không? Chuyện làm dâu đó thì em cũng không có ngại. Quan trọng là chồng em có tốt với em hay không. Dạ, mẫu bạn trai của em á, thì ngoại hình thì chỉ cần nhìn có thiện cảm. Tại vì em hơi thấp cho nên em cũng bạn trai hơi to con một chút. Tính cách á, thì em thích người điềm đạm, chín chắn, không lăng nhăng, không hút thuốc, bụng không phệ. Hôm nay bạn đi đến đây với ai? À, dạ có em trai em. Em à, chào em. Dạ anh chào anh chị. Thấy anh 36 tuổi bển sao? Dạ hiền phong độ. Phong độ ha. Dạ. Mà ở gia đình ba mẹ em có hối chị lấy chồng? Dạ rất là hối. Em lấy vợ chưa? Dạ chưa chị. Là đợi chị lấy chồng rồi mới được lấy vợ đúng không? Dạ đúng rồi. À, nên thôi kệ ai cũng được, miễn hốt chị mình đi là được. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, hốt đi là được. Bởi vì con người anh không có cái tâm với chị gì hết. Sao anh có đi với ai không? Đi với bạn học. Bạn học ở đâu? Bạn học đâu? Dạ anh ơi. Nghe bên đây hối lấy chồng vậy là bạn mình cũng nên lấy vợ đi. Bạn đây tính rất là nhút nhát. Ví dụ như là gặp bạn gái hay nọ là nhiều khi rung, rồi nói chuyện cũng không được như người ta. Nhưng mà nói với bạn Kiểm là bạn bên đây mình thấy là hợp với bạn rất nhiều. Nếu mà về nhà, nếu mà ba mẹ ở nhà đó, mẹ thôi chứ không phải ba, ba mất rồi. Thì mẹ ở nhà thì chắc mình nghĩ là mẹ rất là thích. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Để tôi coi coi được không nha, tính cách bên đây còn sao. Anh. Chào em. Anh bên đây dễ bắt nạt lắm. Vậy hả anh? Em dữ lắm anh, nên anh hỏi lại anh bên đó có chịu để cho em bắt nạt không? Đó đi, hồi hỏi ảnh nha. Dạ. Có gì nhường nhường anh chút xíu, anh dễ thương, hiền lắm. Vậy hả anh? Họ mắc cỡ nãy giờ, ngồi cứ vuốt đùi quầy rách cái quần rồi. Thằng kia nghe chưa, hơi dữ nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Gặp ôm hôn liền nha. Không được. Sao không được? Hồi đó giờ có bao giờ gặp ai nhào vô ôm hôn không? Chưa. Chưa, bao lâu mới hôn? Vài tháng. Vài tháng mới hôn. Tôi nghi lắm. Tôi nghi. Gặp cái chuyện với chuyện lắm. Được không? Cái đó áp dụng với mấy đứa em nhỏ thôi. Mấy đứa em nhỏ cãi nó yêu mình đựng như nó dễ thương mà. Không được. Rồi ta kéo màn lên. Hả? Gồng lên. Mạnh mẽ lên. Hết hơi sâu vô. Thở ra. Gồng lên. Đúng rồi.
quay qua cái nói anh yêu em liền nha. Hả? Sao không được? Rồi chuẩn bị còng lên. 2 3. Làm gì thở như vậy? Có món quà tặng bạn. Nắm tay cảm nhận đi coi. Hôn tay nắm luôn. Trời ơi. Cái nữa đây. Anh cứ làm cho bạn anh run quá. Cái nữa. Làm luôn, lâu luôn. Hôn má cái con luôn, nhào luôn. Được rồi anh. Được rồi anh ơi. Để sau đi anh. Làm gì run quá vậy trời. Rồi, bây giờ mình có 2 phút. À, anh thấy em sao? Đẹp. Nhanh hiền. Anh cũng nghe rồi đó, em 29 tuổi, em tuổi con cọp á. Anh có ngại không? À không, không sao. Nếu mà sau này cưới xong về nhà anh thì em có đồng ý không? Ừ, như hồi nãy em có nói rồi đó. Quan trọng là tình cảm của anh đối với em như thế nào thôi. Nếu như mà tình yêu đó nó đủ lớn thì cái chuyện làm dâu đó thì em không có ngại. Ví dụ như con cái mình sau này á, nếu mà nó được lớn lên trong cái gia đình có cái thế hệ có ông bà nữa, nó sẽ tốt hơn. Anh hy vọng là sau này mình sẽ không để lạc mất nhau. Cùng nhau nắm tay đi suốt cuộc đời. Dạ, em làm bằng tay á chị. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái này em rất thích cái này. Khó lắm nha, đàn ông mà ngồi tỉ mỉ làm này không phải chuyện dẫn chơi. Sao tặng con khác mà tặng con cò. Là anh chuẩn bị cái này là để cho em đúng không? Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em thôi, nếu mà em nào ngồi đây cũng tặng. Có hình trái tim ra con cò đó. Rồi, mỗi người nói một câu nữa chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Mình hãy cùng nhau cho nhau một cơ hội. Đúng. Vậy xong rồi đó anh Linh, cho tụi em bấm nút được rồi. Chuẩn bị bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi chúng ta tiến tới. Mình đồng ý hẹn hò, mình nắm tay nhau được rồi. Dùng má đó. À, chúc mừng hai bạn nha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn. Thông qua đây em cũng rất là cảm ơn chương trình đã cho tụi em có cái cơ hội như thế này. Đây là quà tặng của chương trình nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình và tìm được hạnh phúc với nhau. Dạ, cảm ơn anh chị. Mối tình đầu tiên của em là năm học lớp 5. Yêu sớm lắm à. Vậy là thành công ở cặp đôi thứ nhất. Chúng ta sẽ tiến tới với cặp đôi thứ hai, xem ngày hôm nay Cát Tường và Quyền Linh có thành công luôn hay không. Xin hạ màn. Mời bạn trai. Thấy ơi. Trời ơi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, cùng với quý vị khán giả trường quay ngày hôm nay. Gì vậy? Giữ ta. Tên gì? Dạ em là Đoàn Quang Thái, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là công nhân sản xuất, nhưng mà đó chỉ công việc phụ thôi. Công việc chính là dược sĩ. Quê đâu? Dạ quê ở Tây Ninh. 26 tuổi, dược sĩ. Mời bạn nữ. Chị em chào Cát Tường, chị em chào hai anh trai bên kia ạ. Chào bạn. Rồi em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Hương, em đến từ Biên Hòa, năm nay 23 tuổi. Ủa nhưng mà mình ở Biên Hòa luôn hay là mình là... Dạ em làm việc ở Biên Hòa chị. Vậy là hôm nay lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ đúng rồi chị. À vậy á hả? Ủa làm việc ở Tây Ninh hay là làm việc ở thành phố vậy? Em làm việc ở Tây Ninh luôn chị ơi. Căng ta. Căng ta. Bạn có đi Biên Hòa lần nào chưa? Cũng chưa có đi. Bữa nào lên thăm trên đó một bữa đi. Ông anh nói mà nhớ em ở gần trại đó anh, em không ngại giữa đâu. Chết. Hả? Gì vậy? Lộn hả? Dạ không chị, cái này là sở thích của em chị. Em mang giày thường là em thích mang khác màu. Tại vì tính cách của em á chị,
có, đã có. Dạ đôi khi vô tư thì em ra vô tâm, mà thỉnh thoảng thì nó có điên điên, nó có gì một chút nữa. Yên tâm không sao, bên đây dược sĩ có thuốc mà không lo. Giới thiệu bản thân mình xíu nữa đi, sở trường, mạnh, điểm yếu. Dạ, em thích là đi phượt, là em thích lắm, thích vô cùng. Còn sở thích của em là nấu ăn. Em nấu không biết ngon không, nhưng mà cứ nấu thôi, ai ăn được ăn không em ăn. Ủa bạn trai kia nghe kịp không? Dạ kèo ạ. Em còn cái đặc biệt nữa là nói rất là nhanh. Hình như hồi nãy anh tên Thái đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ anh có gì đặc biệt không? Ý là anh có đi phượt như em không? À có, anh rất là thích đi phượt. À, tại vì em chưa đi Tây Ninh lần nào á. À, anh hy vọng sau chương trình này anh sẽ mời em đi Tây Ninh thăm núi Bà cho biết. Dạ. Lý do tại sao bạn không có bạn trai? Em hơi thua không giữ chị. Thường thì người ta tìm cách mà tiếp cận với em á. Thường thì em nói con hai câu đi mất tiêu rồi. Cái ấy có sợ bạn gái không giữ quá không? Vừa thôi chứ đừng có giữ quá chị. Ví dụ không giữ là không giữ thì sao? Quánh người thẳng tay chị ơi. Quánh người? Em quánh được ai rồi? Em quánh được em trai. Hả? Em trai em với em cũng ưa quánh nhau không chị? Ủa là sao quánh nhau nữa? Tại vì dành đồ ăn chẳng hạn. Vậy thường thì mẹ mua ăn ngon là hai chị em cứ dành nhau thôi. Đánh thua cũng quánh. Quánh sao? Quánh túi bụi hay là quánh có chiêu có võ? Móc mắt, móc tay là khí thế lắm. Trời đất ơi. Dạ em chào anh. Trời đất ơi. Gái mà sao dữ vậy? Đủ nữa trời lấy chồng về rồi cãi nhau rồi sao? Thương chồng sao quánh? Trời ơi dễ thương quá mà sao? Quan trọng dữ hay không là do bạn kế bên biết điều tiết thôi chứ. Nóng nảy quá, mất kiềm chế nhiều khi gây hậu quả nghiêm trọng á. Không xỉ mai la gì, em quánh xong tự trị. Không à, bạn cứ yên tâm đi, mình cũng có học võ qua tự vệ được. Không có lợi đâu. Nghĩ sao mà quánh lại gì? Tự vệ thôi, tự vệ không có lợi bên kia đâu. Thôi thôi bỏ chuyện quánh nhau đi, quánh nhau hoài bạo lực quá. Tôi hỏi bạn là nãy bạn nói có một cái việc tôi cũng thấy là lạ. Với bạn đang là dược sĩ đúng không? Nhưng tại sao bạn lại làm công nhân mà không làm cái nghề của mình? À, tại vì em muốn có thêm thu nhập để có mở tiệm thuốc là lớn. Dành dụm được nhiêu rồi? Dạ chắc cũng gần cả trăm ạ. Cả trăm? Nhiêu thì mới mở được? Dạ khoảng 300. Bạn bên kia hùng 150 được không? Để suy dạ, nghĩ được anh à, quá coi. Được ạ. Coi thực lực sao đã. Ủa vậy là có 150 để hùng luôn hả? Dạ chưa có chị. Hùng đang có. Vậy sao đòi hùng với người ta mở tiệm dược? Thì phải coi ảnh khả năng ảnh như thế nào rồi mới thùng được. Bệnh không có uy tín đâu nha, chưa chắc à. Ờ bẻ nhắm sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi cái việc bạn đi tìm bạn gái tiêu chuẩn đưa ra thế nào. Không ốm cũng không mập, không xấu cũng không đẹp, vừa là được. Chết anh ơi, em đẹp quá sao giờ? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn trai? Trải qua thì mối tình chính thức thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em là năm học lớp 5. Hả? Yêu sớm lắm à. Lớp 5 là yêu sao ta? Yêu kiểu năm nào? Yêu lớp 5 là yêu sao? Bạn kể chuyện yêu lớp 5 nghe. À lớp 4 thì cô lớp phó thì mới chỉ thích em thôi. Nhưng mà tới lớp 5 thì bạn ấy tỏ tình với em là nó có yêu em vậy á. Rồi em nói sao? Dạ thì em đồng ý. Trời ơi! Nít quỷ! Lớp 5 mà yêu đương rồi đồng ý nữa. Chào chị. Lớp 5 hả? Dạ. Sao giống chị quá vậy? Dạ. Chị mất tay vậy? Chị hồi năm lớp 5 là chị thích cái lạc anh học lớp 6. Dạ. Chị đó tình ảnh luôn buồn. Hai đứa con nít quỷ. Vui mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu nhau lúc cái đoạn đó là làm gì? Ví dụ như dạ. Nói chuyện nhau nói thì sao? Rồi kêu nhau bằng gì? À kêu thì bạn bè thôi với lại xưng hô bằng tên thôi. Trời ơi em nhớ hồi nhỏ mình đi học á. Dạ. Có cái môn mà chơi u á, biết chơi u không? Biết. Hai đứa hai bên cái hai đội, nó đội bên kia chị đội bên này. Trời ơi u bắt cái trời ôm nhau cái sướng gì đâu. Chưa thấy bà Mai bà mất nó. Nó nghe này, giờ yêu nhau thì bao lâu đám cưới? Nếu được thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nữa sự nghiệp em ổn định thì sẽ đám cưới. Giờ có 100 triệu, bây giờ đám cưới thì lấy tiền đó là mở tiệm dược hay là giờ tiệm thuốc hay là đám cưới trước? À tiệm thuốc xong rồi mới đám cưới. À không thích cái gì ở người bạn gái? Nhậu. Với lại nói nhiều mà có lặp đi lặp lại có một câu nói. Trời ơi này nói nhiều lắm, nói nhiều lắm. Nhưng mà dễ thương, đẹp gái. Được. Được ha, ok chịu đi. Chịu nhục đúng không sao, đàn ông mà. Dạ đúng rồi. Có biết nhậu không? Dạ không chị.
Dạ em uống bia không được, em uống rượu được. Uống nhiều không em? Dạ không, chỉ uống xã giao thôi anh. À nếu vậy được. Dạ. Còn quan niệm thế nào về tình yêu? Yêu nhau thì không có nói chia tay, sống không có ghen. Không ghen luôn á hả? À ghen quá, đổ ghen ạ. Nước ảnh đổ em hay làm gì? Bật nhạc mình hát. Gì? Bật nhạc hát quẩy mình vậy đó. Quẩy một mình? Theo người ta nói thì giờ là quẩy một mình vậy đó. Giờ em thử em quẩy mình chị coi. Em mượn giấy mà chị. Sợ cái gì, mình miếng quà xuống mà có gì mà sợ. Quẩy đó chị. Chị em hát nha, em rồi. Hát, em hát nhạc rock cũng được vậy. Rồi, ok. Ở Biên Hòa nhà hát rock Sài Gòn. Ok. Rồi. Phía xa, ở mơ trên trời xa, có cánh chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe, hãy lắng nghe cùng tôi nhịp đập con tim thành phố. Vậy thôi ạ. Em làm mất hứng quá. Dạ mình hứng lên vậy thôi rồi chị. Không quậy quá không được. Chúc làm cho bạn nó coi nha. Phía xa. Dễ thương lắm. Không cặp này được nè. Hai người cũng khùng giống nhau à. Xí xí xí, à, có đi có người thân đi theo không? Dạ có chị. Ai? Em có chị gái với hai chị em tốt là hai bạn thân đó chị. Trời. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Nãy giờ quan sát em bên đây thì chị cũng hy vọng là chị giao em gái của chị cho em. Thì em ráng chị, tại vì cũng hơi cá tính một chút xíu. Đôi lúc 3-4 giờ sẽ không biết đi đâu. Nhắn tin lại hai ơi em đi đây. Mà có đi thiệt không? Dạ đi thiệt, sở thích là đi phượt mà chị. Chị Tường cũng hay nhắn tin cho bạn nửa đêm, yêu nhắn anh Linh. Anh Linh ơi em đi đây. 3-4 giờ sáng anh hỏi em đi đâu, nó dạ em đi. Cảm ơn chị quá. Quỷ. Rồi mình có đi với ai không? Dạ có, em đi với anh chị. Rồi chào anh chị cái. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Nãy giờ thấy cặp đôi này sao anh? Dạ được. Tính được mà sao cười được, được. Bên đây thì bánh bên đây thách bánh người, bên đây biết rõ là em thấy đó được. Ủng hộ 100% không? Dạ dạ em ủng hộ. À, cảm ơn anh rất nhiều. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn nhau, cảm nhận về nhau, sẵn sàng kéo màn. Nhí nhảnh lắm mà. Tính cách ok. Hát liền cho chị. Hát. Hi. Tiếp tục cái gì đó, cái gì đó. Anh có món quà anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ đây là đặc sản quê anh, muối Tây Ninh. Dạ nhắm nào tặng lại anh, cái này nhiều lắm nè. Dạ. Em thích bạn hát lại cho em nghe không? Em hát lại cho anh nghe thử. Hồi nãy em hát rồi, giờ thì anh hát đi ạ. Chị cầm, em phải hát. Rồi hát cho anh nghe thử. Dạ hát cho em nha. Không em hát đi. Nhảy chung nha, nhưng mà nhảy chung với người ta nha. Nhảy chung đi. Rồi, vậy đi. Mạnh dạn lên. Dạ em nhảy nha. Nhảy sao em? Bắt đầu. 2, 3. Phía xa, ở mưa trên trời xa, có cánh chim bồ câu đang bay về. Bay về. Sao anh hát? Anh không biết. Dạ, dạ anh chỉ đó, anh làm lại đi. Rồi. 2, 3. Ủa làm lại đi. Hít xa, phía ở phía trời xa, có cánh chim bồ câu, có cánh chim bồ câu đang bay về, đang bay về. Múa giỏ cho bạn nó coi, múa giỏ cho bạn nó coi để bạn đánh, không múa thương đường. Anh đi anh thử coi, thử coi duyệt thử coi. Trời ơi trời, vô mặt người ta à. Em sợ quá chị ơi. Cái đó thì không bao giờ trúng. Ủa tặng muối này làm chi vậy? Dạ muối này ý nghĩa gì không đây? Ý nghĩa là tình tình sâu, nghĩa nặng tình sâu. Ủa sao muối mà nghĩa nặng tình sâu? Chắc là tại vì nó mặn lắm á chị. Gừng cây muối mặn, xin đừng quên em anh đó. Dạ, dạ đúng rồi. Nãy giờ cho em mèo rồi anh cứ tưởng tượng ra em như thế nào không? Nói chung là anh cũng thấy em ấn tượng. Phía xa. Trên xa đó. Còn may mới em đổi dây anh được á. Này là xì tai mới em. Dạ, con người em nó lạ mà nó độc mà. Độc và lạ. Có thuốc giải độc không? Có thuốc giải độc. Anh có anh chị em gì không? À có em, anh có 4 anh chị em. Dạ, anh là con thứ mấy? Anh thứ 4. Là anh con đầu không? Không. Từ. Em lộn. Nhà thì có mình anh là con trai thôi. Dạ, vậy anh có hay anh hiếp em gái không? À cũng có. Rồi giống em rồi. Dạ, nhà em có mấy người? Dạ, nhà em có 4 người luôn, 2 trai 2 gái. Mình cũng giống nhau. Dạ. Bấm nút đi anh. Bậy bạ đâu mà bấm nút. Cảm nhận ảnh làm sao?
Nói chị một hồi thì thấy cũng vui tính. Vì vấn đề mà đi yêu xa, cho như là mình từ nay đến Biên Hòa yêu xa vậy đó, thì anh nhắm là khoảng bao lâu thì mới xuống thăm em một lần? Nếu được thì thời gian rảnh thì nửa tháng anh có thể đến thăm em một lần. Vậy nếu được tôi hả? Vậy em lên thăm anh thì sao? Quá tốt. Vậy đúng là dễ dãi thiệt chứ. Dạ. Thấy khoái chưa? Thấy khoái à. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1. Hết thời gian. Rất dễ thương. Chúng tôi gửi tặng các bạn những vé xem phim. Dạ. Tặng cho các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Đừng có anh hiếp ảnh nha. Thôi, mời các bạn đi xem phim. Quẩy dữ. Không, rất là dễ thương. Tuổi trẻ mà. Đúng phải rồi. Vậy, phải quẩy lên để sau này không ân hận điều chi. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và xin mời quý vị hãy xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ các tôi và Quỳnh Linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mời bạn Nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em là Lê Tuyết, năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. À, nhưng mà quê đâu? Dạ, quê em là ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, dạ. Bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát, em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có sẹt điện với ai hết trơn luôn đó vợ hả? Dạ không. Rồi đó, hôm nay coi chừng coi lại nha. Lạ gì? Nguy hiểm quá. Ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi, nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ là thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ, chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười túng tím. Dạ. Sao vậy, nghe chưa có bạn trai khói quá hả? Dạ. Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ, nhỏ lẻ thì đếm không hết ạ. Nhỏ lẻ không hết. Thì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút, nhưng mà chỉ là dừng lại mến một chút thôi. Rồi, như mối tình nào sâu đậm? À, mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà là hai đứa cách xa nhau quá, mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Rồi, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào? Tuyết ơi, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. À, em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? À, cao, hơi mụ mỉm một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao, có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em nhiều nghe thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn chị. Dễ thương chị. Quá dễ thương. Mình không thích gì ở người phụ nữ. Ghen lung tung quá à. Bên đó có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện gì ghen được chắc là phải ghen nữa chứ. Nếu không ghen thì cũng mất mất thương vị rồi. Đúng rồi. Để anh xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không?
Dạ không, không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu, gì đâu hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà. Có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. À, tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? À, câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi, tỏ tình vậy sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em, nói rằng em ơi, anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến, vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao? Đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Bậy bậy, tay em chưa hôn lần nào thôi. Phải từ từ. Dạ, chứ cô thì thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không có không biết dùng gì từ gì nữa, nhưng mà không em có được không, không, dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hờn quá, đâu? Xòe dạ. Cái tay ra coi. Cũng không có gì ơi. Mừng quá, mừng quá ha. Dạ. Cô này cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng. Mà không biết cổ làm sao nữa, cô không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ, chắc được đó chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ chùa trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À, trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi vậy được rồi, cô này là cổ chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn. Mà không biết là cô này cũng có rung động hay không đây nè. Trời rồi. Ơi. Được lắm đó em, coi được bây thì lấy đi à, nha. Hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái ấy vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Tuyết ạ. Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, cho nên tới giờ chị vẫn ế. À, sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiếng, nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ cái anh này. Thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ, chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi, chị Hai lên, chị Hai ngó giùm em nè. Nếu như mà dễ thương á là áo nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thắng không. Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá không nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân dễ em thương. Nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành, giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn, chứ không sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi, là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha, để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cận kề mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn 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 tèn. Cảm ơn bạn em. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi, đọc lên cho mọi người nghe chứ. À, tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách. Đó. Chết cha. Vậy là ở... danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó, hay là người đầu tiên trong cái hộp. Wow. Tay vòng tay cầu hôn đó em à.
Anh hỏi em đi chứ em. Thì lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung đó. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em. Tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà trong đó là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống khoảng 2-3 chai là anh say rồi. Không sao đâu. Cái gì em cũng được. Vậy là em nhậu dữ lắm hả? Không ạ, thì em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui thì đi mà có em nữa thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có. Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. Em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng. Tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không. Giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Đó, kế hoạch tương lai đi, mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 chữ cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay đi con đường sách lắm. Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên mà em chọn ngay đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì đó, nhìn nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên. Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy. Vòng tay này á, là anh mua từ Bali về với cái những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Lại thêm cái vòng này nữa mong là trói được em. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định người đầu tiên, chiếc vòng đầu tiên. Để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chúng ta nắm tay đầu tiên đi bạn. Nắm chặt vào Toàn. Toàn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lần lần thì sao á. Nụ hôn đầu tiên bắt đầu. Không, phải hôn đó thôi. Và hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn. Danh sách chỉ có một, đầu tiên và mãi mãi. Mời Toàn. Thái quá chừng. Trúng chưa, trúng chưa Toàn? Trúng. Trúng rồi hả? Thì cảm giác như thế nào em? Em thấy bạn nữ rung hơn em luôn. Rung mà có rung động gì chưa? Rớt tim ra ngoài luôn. Rớt tim ra ngoài luôn. Đây, chúc mừng hai em. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng các bạn. Đi xem phim nha, hai bạn này rất thích xem phim. Nào, nắm tay chặt nào Toàn. Đừng buông tay cô ấy ra. Hãy đưa cảm giác an toàn, hạnh phúc cho cô ấy. Mời các bạn đi xem phim. Rất xứng đôi. Nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em. Khách sạn. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay, sao tôi choáng váng quá vậy? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Hạ màn. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi rồi. Em giới thiệu về mình trước đi em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em chào tên bạn. Là Nguyễn Thị Kim Anh. Năm nay 26 tuổi. Em đang là nhân viên marketing cho đồ chơi Lego. Mình quê ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Thị Khang. Năm nay em 31 tuổi. Em hiện tại đang làm việc tại thethaobinhduong.com. Chuyên buôn bán các sản phẩm chính hãng về thể thao. Quê đâu bạn? Em quê Thanh Hóa. Hai bạn có thể nói chuyện với nhau đi. Em hiện tại ở Sài Gòn, em ở đâu vậy? Dạ em ở Bình Thạnh anh. Bình Thạnh với lái thiêu thì cũng 40-50 phút đi đấy. Anh quê ở lái thiêu hả anh? Quê ở Thanh Hóa nhưng mà hiện tại anh đang sinh sống và làm việc ổn định tại lái thiêu. À. Em có hay lên lái thiêu chơi không? Dạ không anh. Trời ơi, bên đây chưa biết lái thiêu là đâu luôn, đang rất ngơ ngác. Em có thích thể thao không? Ảnh chơi thể thao quá trời kìa. Em chuyên bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bi da.
bowling, nói chung là những môn gì bằng tay thì em có thể chơi được hết. Trời ơi. Dạ, anh trải qua mấy thứ tình rồi anh? Anh mới có 3 mối tình thôi em. Còn em bao nhiêu? Dạ, em có 1 mối tình. Cố gắng phấn đấu bằng anh à. Là sao? Sai sai gì đó chị? Sai sai gì thoát trời rồi. À, anh cho em hỏi là anh có biết thuốc không? Anh thuốc có, rượu bia có em. Nhiều thứ xấu lắm. Nhưng nếu quen em thì biết đâu anh bỏ ngay. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích nhiều cái lắm. Đi du lịch là cái sở thích lớn nhất. Đi du lịch với em. Khang ở Bình Dương là Khang ở với ai Khang? Dạ, em ở trong công ty luôn anh. Nửa lấy vợ về ở trong công ty luôn hả? Dạ, ra ngoài mình ở chứ anh. Em có chuẩn bị điều gì chưa? Chuẩn bị hết mọi thứ để lấy vợ, nhà thì chưa có. Ủa, rồi mai mốt hai đứa mình nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em, khách sạn. Chuyện gì đi hỏi vợ mà rủ ở khách sạn trời. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay, sao tôi choáng váng quá vậy? Qua tôi coi cái mặt ông này coi. Ông giỡn hả? Lên đây ngồi kiếm vợ, lên đây giỡn hả? Trời ơi, em đang thiệt mà chị. Là chị. Sao? Mà giờ tao hỏi nghiêm túc, lấy nhau ở đâu? Ở khách sạn là sao ông? Hiện tại thì nhà cửa thì em cũng chưa có đủ kinh phí để mua được. Thì sắp tới thì chắc chắn là sẽ có đủ kinh phí để mua. Nếu mà cưới nhau thì sẽ mua, phải mua nhà chứ. Cái đó là điều tất nhiên rồi chị. Đúng rồi. Anh về làm rể được không anh? Anh cũng chưa biết được, thôi nước đến đâu nhảy đến đó em. Em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Thông minh, vui tính, sàm sàm một xíu. Uống bia được càng tốt. Ủa là sàm sàm chút xíu là sao? Sàm sàm mà vui vẻ đấy anh. À, sàm sàm như nãy giờ vậy đó hả? Nè mà cô này cũng có thích hút thuốc. Mà chị thấy em hút thuốc nhiều quá, cái môi thâm đen xì lì luôn rồi kìa. Bỏ thuốc bớt đi, hại sức khỏe, được không? Dạ, cũng đang cố gắng chị. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói nhiều. Em không nói nhiều lắm anh ơi. Không phải nói, mình nói là mình nói vui vẻ, nói thông minh thôi. Chứ đi làm về để kể cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai, nói trời trăng mây gió, nói cho xuyến cái miệng là không được. Khi ta bị ức chế trong công việc thì ta cũng muốn về chia sẻ với chồng chứ. Có nghĩa là chia sẻ một cách là nó thông minh hoặc là nó như thế nào đấy. Chứ gặp ba cái bà chẳng nói nhiều, rồi nhiều chuyện trách việc lắm. Không nói nhiều sao xàm xàm, nãy mới nói thích người xàm xàm. Cái kiểu là xàm xàm mà nói thì kể mà mình không muốn nghe đấy. Tôi thấy ông mới là xàm á, nãy giờ tôi thấy ông xàm lắm á. Ông hỏi vợ ông nghiêm túc lại chút xíu chứ. Ông nói chuyện tình cảm không, cà rỡn ai mà dám mai mối cho ông. Nghiêm túc. Mình lớn người ta tính 5-6 tuổi lận, mình phải chững chạc, đồng ý không? Dạ, đồng ý. Không giỡn nữa nha. Dạ. Mình có cần làm dâu gì không em? Có ai trong đây đâu không, làm cần dâu. Làm dâu. Rồi. Làm vợ thì được. Cũng xàm nữa. Được, cái này được. Cái này dễ thương mà. Nói chung là mình nói chuyện vui, nhưng mà cũng biết kềm chế chút xíu. Ha. Cô bên kia làm marketing là cô hơi bị giỏi đó nha. Qua tôi xem mặt để coi làm sao. Chào anh. À, chào anh. Dễ thương quá. Nãy giờ em nghe em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy hơi hoang mang tí. Không, đôi khi con người chứng mà mình chinh phục được thì cũng giỏi đấy. Yeah. Nó tốt đấy bạn. Đôi khi ta nói ào ào chứ trong lòng ta không nghĩ gì hết. Anh nói thế thôi, anh nói cho vui, rồi nói riết là nó quen đó. Yeah. Nhưng thật sự trong lòng anh không có nghĩ những cái điều đó đâu. Yeah. Anh gửi cho bạn ấy giúp em nha. Nói bạn ấy gửi liền tại chỗ. Mở cái hộp nhỏ trước nha. Hộp lớn mở sau. Hộp lớn của anh. Cảm ơn em. Hộp lớn bự hơn hộp nhỏ. Hộp bự lớn của anh ha. Dạ. À, để hỏi cho mình thấy quà mừng quá. Em không thích người đàn ông như thế nào? Em không thích có tính đàn bà, hay tính toán. Mẫu người lý tưởng của em là ba em. Bạn ấy chỉ cần đạt 7 trên 10 thì nghĩ là ok. Ba em thế nào? Em có thể nói sơ sơ về ba em? Không thuốc, biết rượu bia nhưng không uống nhiều. Trừ khi nào gặp đối tác hoặc là bạn bè thì mới xả da một tí. Đi đâu thì cũng sẽ có vợ có con, không bao giờ đi một mình. Không bao giờ mua sắm gì đó riêng tư cho mình. Cái gì cũng sẽ sắm cho gia đình. Ví dụ như mua tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả trang bị cho nhà. Đi làm về mà có mệt cách mấy thì cũng sẽ chở vợ con đi chơi một vòng. Nói chung là một người đàn ông của gia đình. Quá lý tưởng. Dạ. Để xem anh này anh được mấy phần trăm. Cô gái ấy như vậy, em cảm giác xem em có bao nhiêu phần trăm. Đáp ứng được ít nhất là trên 60%. Rất tự tin nữa. Bây mở giờ, qua kìa, mở qua. Hộp nhỏ nha anh. Hộp nhỏ nha, hộp lớn của anh. Ta mở nhẹ nhàng xé dữ gì. Anh ơi, nó có câu hỏi đó anh. Mình trả lời đi anh. Hả? Đọc lớn lên em. Để thể hiện sự mạnh mẽ và dẻo dai của người đàn ông, hãy làm một hành động thể hiện điều đó. Vụ này tôi quen lắm. Làm đàng hoàng cho mọi người thấy. Để chị qua chị kiểm tra. Đứng lên. Vụ này kiểm tra đi.
thiền mạnh rồi, mẽ làm đấy đi em. Chơi thể thao mà được khí thế cũng khí thế đấy. Mở tiếp đi, còn cái gì trong đó nữa? Bạn có tài năng gì? Tài gì làm luôn. Tài nói xàm. Em thì thấy em chăm chỉ thôi chứ tài năng thì em hát hỏi gì không? Nhảy múa gì không? Hát cũng không biết hát lắm. Hát bài đi. Bây giờ hát được không ạ? Thôi hát đi. Thôi tôi về đây tôi ngồi tôi nghe. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao. Được. Rồi hát lấy rồi. Tiếp tục mở nữa. Tôi cũng hồi hộp theo dõi vụ gì nữa đây. Lấy ra cái gì vậy? Lại câu hỏi. Bây giờ mình thương thảo đi anh. Đọc nữa đây, đưa đọc. Không, không được, cái này không đọc được. Xong được. Bằng tài năng của bạn để thuyết phục anh Quyền Linh trao phần quà còn lại cho bạn. Vậy là quà này không phải của tôi. Nãy giờ ổng mừng hụt. Nãy giờ mừng trong bụng. Rồi đó, nói sao nói đi. Bây giờ anh em mà không có món quà này là mất trắng luôn anh. Hả? Mất gì? Ra về tay trắng đấy anh. Anh Linh hỗ trợ tạo điều kiện hỗ trợ em. Em muốn vợ lắm chưa? Muốn lắm rồi anh. Trong cuộc sống thì đôi khi mình phải gì vận dụng những cái sáng tạo, những cái năng động, những cái lanh lẹ của mình vào đúng chỗ. Nhiều khi mình vận dụng vào sai chỗ thì nó hoàn toàn lãnh hậu quả. Thôi, vì tình yêu của em, vì cô gái bên kia, anh trao món quà cho em. Hy vọng những điều may mắn hạnh phúc đến với em. Anh ơi, anh mở món quà ra luôn đi anh. Câu hỏi nữa. Có quà chưa? Lại là giấy bọc. Nãy giờ bị ăn hành nhiều quá rồi. Trời, mới có chút xíu hồi than rồi. Người ta thấy cái độ kiên nhẫn của anh đấy. Cái hộp quà đó thì cái món quà lớn là của anh, còn cái hộp quà nhỏ đó là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Con gà đó là được xếp từ Lego và đem từ Đan Mạch về. Còn cái hộp không là của anh. Cái hộp kia là của chị Cát Tường, có quà trống, đừng có mở của người ta. Trong đó có hai con, một con vịt Donald và một con vịt Donald nữ là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Một món quà dễ thương dành cho ông Mai bà mối nha. Yeah. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Sẵn tiện mình trò chuyện với chị gái luôn đi. Em là em gái ruột của chị Kim Anh. Thì em có vài điều nói về chị em. Chị em rất là độc lập. Chị hay dẫn cả nhà đi du lịch đó. Thì nếu mà anh được nhà em mời đi du lịch thì anh có thể thu xếp đi du lịch với nhà em không? Được. Anh có thích giày không? Giày thì anh rất thích. Chị em rất là thích giày. Chị em chỉ mang sneaker. Chị em nói chung là rất là hấp người nên là cần một bạn trai cao hơn rất là nhiều. Và chị em hay nói nhiều và chị em về muốn có một người chia sẻ công việc này kia kia nọ. Ngày hôm nay chị gặp như vậy, ngày mai chị gặp như vậy thì anh có thể chia sẻ giúp chị được không? Nếu mà chia sẻ về công việc thì có thể chia sẻ đến sáng mai cũng được. Chị em, anh có thích một con người con gái mạnh mẽ, cá tính và không biết make up không? Rất thích em, cứ giản dị, bình thường, bình dân thôi, chứ không sống ảo. Chị em vô công ty này thì rất là năng động nên là em cũng hy vọng là anh cũng năng động giống chị em ha. Năng động thôi chứ tăng động là không được. À không, chị em năng động thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thôi, ai đi với bạn? Ngày nay em đi với chị gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào em gái. Chị thấy là em gái rất là dễ thương. Bạn nam thì thấy cũng như anh chị nói là hơi xàm xàm. Nhưng mà bạn đó được một cái là rất là chăm chỉ, con người rất là thật, có sao nói vậy. Yeah. Cũng như anh chị nói là bạn đó như không sắp xếp cái cách nói chuyện cho nó phù hợp với trong cái hoàn cảnh. Đó là khuyết điểm của bạn đó. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ kéo màn lên, bây giờ gặp nhau để chinh phục, để thể hiện chính mình. Bắt đầu. Em nói trước là em sẽ không biết nấu ăn. Mẹ em nấu ăn ngon lắm nên là phần lại mẹ nấu thôi. Anh thì có hay nhậu không? Thường xuyên hay nhậu do tiếp khách, tiếp đối tác. Công việc của anh chủ yếu là đối nội đối ngoại là nhiều. Anh đi làm về mệt mà em đầu anh phải chở đi đi đây đi đó đi chơi. Tại vì em rất thích đi, em không thích ở nhà. Anh, sở thích của anh cũng rất thích đi. Nếu ví dụ như cưới về mà em không nấu ăn được thì sẽ như thế nào? Trời. Anh nấu dân nhậu mà em lo gì.
anh lại nói đồ nhỏ luôn hả? Anh thấy em cũng năng động, thông minh, xinh xắn, duyên dáng, mênh mang, hồn hậu. Cảm ơn không anh. Biết có ấm áp hay không? Anh cũng dễ thương. Nói chung là cũng có một tí gì đó là của gia đình. Hồi nãy thấy cái bóng không à? Nghe nó khác. Bây giờ gặp cái hình rồi, bạn cảm nhận sao? Được hơn chút chút. Hết thời gian. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm nút hết trơn vậy. Lý do? Em cần một người che chở em nhiều hơn, chịu đi chơi với em nhiều hơn. Thì bạn trai? Thôi nếu mà không hợp nhau thì chia tay sớm đỡ đau khổ. Cũng là một quan điểm. Anh có một lời khuyên cho bạn trai. Mình cũng lớn rồi, cần đặt câu chuyện đúng nơi, đúng chỗ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cũng chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Một câu chuyện đáng phải suy ngẫm, chúng ta hãy rút kinh nghiệm từ những vấn đề này để có những cái buổi hẹn hò tốt hơn. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.